Chào mọi người, mấy hôm vừa rồi chúng ta nghe nhạc Nhật nhiều quá. Hôm nay mình sẽ đổi gió sang nhạc Việt Nam một tí nhá. Dạo gần đây thì các bạn có hay nghe bài hát gì của Việt Nam không? Dạo này thì mình đang nghe rất là nhiều cái bài hát tên là Sài Gòn Đau Lòng Quá. Bài này nghe nó đau lòng thật luôn đấy mọi người. Kể về một cái chàng trai khi chia tay cô gái và nghĩ lại về những chuyện, những kỷ niệm mà đã qua ở Sài Gòn, đúng không? Thì mình thấy cái lời bài hát này nó rất là giản dị, chân thành, chân thật, kiểu như là chạm đúng vào cảm xúc của người nghe luôn á, mà đúng gu nhạc của mình luôn. Thế nên là mình sẽ làm một cái clip này. Bài hát lời rất là đơn giản, và thế nên là mình cũng sẽ dịch sang nó sang một cái văn phong nó rất là đơn giản thôi, để cho các bạn có thể từ sơ cấp lên tầm N3 là cũng có thể dịch được rồi nhá. Thì lâu lâu chúng ta thay đổi không khí một chút, đúng không? Mình vừa nghe nhạc vừa rèn một chút cái khả năng chuyển ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Nhật nhá. Hay, thế thì ok, một bài hát nó dịch rất là đơn giản thôi, dành cho các bạn từ sơ cấp đến trung cấp. Thế nên là bạn nào mà muốn dịch cao siêu quá thì các bạn có thể next clip này cũng được nhá. Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau dịch luôn nhá. Rồi, cái bài này mình sợ bản quyền khi mà đăng lên YouTube hoặc là Facebook, thế nên mình sẽ có thể vừa hát rồi dịch cho các mọi người luôn nhá. Cầm tấm vé trên tay, em bay đến nơi xa. Câu này dịch đơn giản này. Chiketo motte toku made tondeiku. Ok, cái từ toku thì lúc này nó sẽ trở thành cái danh từ, đúng không? Cầm vé, đúng không? Rồi bay đến nơi thật xa. Sài Gòn đau lòng quá. Câu chủ đề của chúng ta, Sài Gòn te tsurasugi. Tsurai đau lòng, đúng không? Toàn kỷ niệm chúng ta là gì đây? Kỷ niệm chúng ta gì nhỉ? Watashitachi no omoide. Bây giờ toàn thêm cái từ là bakka. Bình thường là bakka đi, nhưng mà văn nói người ta nói thành gì nhỉ? Bakka. Watashitachi no omoide bakka. Ok. Phải đi xa đến đâu, thời gian quên mất bao lâu, để trái tim em bình yên như ngày đầu tiên. Nhạc nó rất là buồn, nhưng mà tự nhiên mình hát từng ngày, mọi người thông cảm nhá. Phải đi xa đến đâu, doko ni ikeba iin daro. Ok. Thời gian quên mất bao lâu, itsu ni nattara wasure rareru no kana. Ok, rồi, để trái tim em bình yên như ngày đầu tiên. Như ngày đầu tiên, mình không biết là như ngày đầu tiên, chắc là như cái ngày mà mới yêu, đúng không? Anokoro no yoni. Chúng ta dùng cái từ kiểu như là không nói cụ thể là ngày nào, đúng không? Cái hồi ấy, đúng không? Anokoro no yoni. Rồi trái tim bình yên có thể dùng cái từ là kokoro ga ochitsuku cũng được. Ngoài ra các bạn dùng một cái từ đơn giản hơn, thơ hơn một chút, đó là từ yasuragu. Ok, và bây giờ chuyển vào câu là gì nhỉ? Để có thể bình yên thảnh thơi. Cái từ yasuragu là bình yên thảnh thơi á nhá, nó bằng với từ kokoro ga ochitsuku nhá. Anokoro no yoni yasurageru no darou ka. Ok, thì bây giờ ghép lại một đoạn, đúng không? Chiketo motte toku made tondeiku. Saigon te tsurasugi. Watashitachi no omoide bakka. Doko made ikeba iin darou. Itsu ni nattara wasure rareru no kana. Anokoro no yoni yasurageru no darou ka. Được chưa nào? Rồi tiếp theo nhá. Mình đã từng hứa gì? Hứa bên nhau hết tháng năm dài. Yêu đến khi ngừng hơi thở, đến khi ngừng mơ, đúng không? Nắm chặt tay đi hết nhân thế này. Theo như mình hiểu thì từ cái chỗ bên nhau đến tháng năm dài, đến khi đến cái chỗ hết nhân thế này á, thì nó là một cái lời hứa, cái nội dung lời hứa, đúng không? Thế nên là khi mà chuyển vào câu thì chúng ta thể nói là gì nhỉ? Đã từng hứa yakusoku shita jan. Ok, mình đã từng hứa thế này này. Bên nhau hết tháng năm dài, zutto issho ni iru to. Các bạn không cần phải máy móc dịch tháng năm dài làm gì. Cái từ zutto có nghĩa là gì nhỉ? Suốt, mãi mãi với nhau rồi, mà dùng rất là nhiều trong những cái lời hát của người Nhật á nhá. Zutto issho ni iru to. Cái thêm cái chữ to ở đây là gì nhỉ? Mình hứa cái gì đấy, được chưa nào? Yêu đến khi ngừng hơi thở. Iki ga tomaru made. Có thể dùng như thế cũng được. Hoặc là các bạn có thể dùng một cái từ khác, đó từ saigo made. Nhưng mà cái từ saigo này không phải cái từ saigo cuối cùng mà các bạn hay nói đâu, mà cái từ saigo là gì nhỉ? Đến cái khoảnh khắc cuối đời luôn á nhá. Thì cái từ saigo này là cái khoảnh khắc cuối đời, khoảnh khắc trước khi lìa đời. Cái chữ Hán khác mọi người nhá. Các bạn để ý cho mình trên cái sắp nhá. Ok, tiếp theo này. Đến khi ngừng mơ thì mình, chỗ này mình cũng không hiểu là ngừng mơ gì, nhưng mà mình có thể hiểu dịch đơn giản là gì nhỉ? Dịch theo cái ý hiểu của mình nhá. Yume ga owaru made. Ok. Yume ga owaru made aishi tsuzukeru to. Ok, I see to là yêu mãi đến khi ngừng mơ, đúng không? Rồi hứa tiếp là nắm chặt tay nhau đi hết nhân thế này. Câu này hay quá, đúng không? Cái từ nhân thế mình cũng phân vân khá là nhiều, không biết nên dịch là cái từ gì, nhưng mà mình thấy là cái hình ảnh mà là nắm tay và đi cùng nhau á, thì nó sẽ thường có thể dùng cái từ michi, đơn giản nhất là từ michi, được nhá. Và các bạn thấy là cái từ trong cái lời bài hát hay là nhiều dùng những cái kiểu như là đi mà kiểu hình ảnh nó tượng trưng một chút, người ta sẽ không dùng cái cách đọc là aruku, mà cùng cái chữ Hán đấy người ta sẽ dùng cái từ ayumu, mọi người nhá. Thì là gì đấy? Nắm chặt tay, đúng không? Teo o tsunaide. Ok, teo o tsunaide issho ni michi no owari made ayumu to. Ok chưa nào? Rồi, chân trời hằn chân ta, chỗ này kiểu như là đi, đúng không? Đi xong rồi đi đến mãi tận xa thì đến đường chân trời, thì ở nơi đấy còn lại cái dấu chân của chúng ta thì sẽ là gì nhỉ? Chân trời là gì đấy? Sui hei sen. Ok, sui hei sen ni watashitachi no ashiato ga nokotteru. Ok, ở cái đường chân trời thì còn lại cái vết chân của chúng ta, ashiato. Ok, rồi, vô tận là chúng ta cái câu này. Câu này thực ra tiếng Việt mình không hiểu luôn, nhưng mà mình cảm giác như là gì nhỉ? Theo cái hình dung của mình thì là cái không gian bao la mà nơi chúng ta đi, đúng không? Nó giống như là cái tình yêu vô tận của chúng ta vậy, đúng không? Thì mình sẽ hiểu câu này là chúng ta yêu kiểu như yêu mãnh liệt, yêu không bờ bến, không bến bờ gì đấy. Thực ra cái chỗ này mình chỉ dịch theo ý hiểu của mình thôi nhá, còn không biết chính xác là nhạc sĩ có dụng ý như vậy không, thì mình dịch đơn giản là gì nhỉ? Watashitachi wa hateshinaku aishiteita. Ok, cái từ hateshinaku là gì nhỉ? Không có giới hạn, là vô tận, là bao la luôn đấy, đúng không? Tình yêu của chúng ta gì nhỉ? Bao la vô tận luôn á, nhá. Hay, thì đấy là cái lời đấy. Thì bây giờ chúng ta dịch tiếp cái lời đằng sau nhá. Mình đã từng hứa, lại hứa tiếp, đúng không? Yakusoku shita jan. Ok, đi qua hết bao thăng trầm. Cái câu này rất là hay nhá, mọi người có thể học thêm cho mình cái cụm từ này ở trong tiếng Nhật nhá. Bây giờ đi qua hết bao thăng trầm, cái từ thăng trầm nếu mà dịch theo kiểu đúng âm Hán Việt chúng ta có một cái từ là từ se sui. Ok, thăng trầm, đúng không? Nhưng mà người Nhật họ sẽ không nói cái từ này mà mấy đâu, mà thường là ví dụ trong những cái lời hứa, lời ước hẹn, người ta hay dùng một cái cụm từ luôn, đó là gì nhỉ? Sui mo amai mo norikoeru to. Ok, sẽ cùng nhau vượt qua những cái đau khổ, những cái đắng cay nhá. Hay là một cái cách nói khác vừa nãy là gì nhỉ? Sui mo amai mo norikoeru. Thế bây giờ một cách khác nữa đó là gì nhỉ? Tsukoyaka naru toki mo yameru toki mo norikoeru to. Cái chỗ này, cái câu này rất là hay gặp ở trong những cái lời hẹn ước kiểu trong đám cưới mọi người. Rồi, những lúc ốm đau, bệnh tật, những lúc khỏe mạnh thì cũng cùng nhau vượt qua. Thì cái dịch trực nghĩa nó như vậy, nhưng mà nó cũng chính là cái ý nghĩa mà gì nhỉ? Vượt qua hết những khó khăn, những cái thăng trầm trong cuộc đời đấy nhá. Hai cụm từ rất là hay. Sui mo, amai mo, norikoeru. Hoặc là tsukoyaka naru toki mo, yameru toki mo, norikoeru. Thêm chữ tốt là hứa cái gì đó nhá. Ok, tiếp theo này. Cái cụm từ này rất là hay, đúng không? Cho dẫu mai nay xa rời, vẫn không hề đổi rời. Đầu tiên mình không hiểu cái từ xa rời này là gì đâu, nhưng mà sau đấy thì mình nghĩ kỹ lại gì nhỉ? Cho dẫu sau này ra xa rời, vẫn không hề đổi rời. Thì cái từ xa rời nếu mà là xa rời trong cái ý nghĩa là hai người chia tay thì không thể nào mà không thể đổi rời, đúng không? Thì mình hình dung cái từ xa rời đây là gì nhỉ? Khi mà một trong hai người lìa đời cái nhân thế này, đúng không? Thì cái lời hẹn ước này nó vẫn còn nguyên vẹn đấy mọi người ạ. Đấy, thì có lẽ cái từ xa rời đây mang ý nghĩa là kiểu như là chết ấy. Thì khi mà với cái ý nghĩa như vậy thì mình có thể dịch một cách kiểu như là cũng hơi thoáng một chút, đó là gì nhỉ? Itsuka kono you kara hanarete mo. Ok, một lúc nào đó có rời xa cái nhân thế này thì làm sao nhỉ? Vẫn không đổi rời, dịch đơn giản là kawaranai to. Ok, itsuka kono you kara hanarete mo kawaranai to. Đấy, dù một lúc nào đó có xa rời cái nhân thế này thì cũng không hề thay đổi nhá. Có ngờ đâu đã sớm vỡ tan tành. Có ngờ đâu đã sớm vỡ tan tành, đúng không? Tức là cái ngày đấy mình cũng không có ngờ rằng, đúng không? Omotte nakatta, đã sớm vỡ tan tành. Thực ra ở cái lời sau ấy nó cũng còn một cái cụm từ lặp lại cái từ là sớm vỡ tan tành, thì lúc ấy mình sẽ sử dụng một cái cách dịch khác một chút. Thế còn cái chỗ này mình dịch đơn giản cho các bạn, kiểu sớm vỡ tan tành này, chỗ này là gì nhỉ? Tình yêu nó kết thúc, đúng không? Kono koi ga owaru nante omotte nakatta. Ok, thì cái chỗ mà nếu mà các bạn muốn trực dịch cái hình ảnh mà sớm vỡ tan tành, các bạn tham khảo cho mình cái cách dịch đằng sau nhé. Còn cái đoạn này thì mình muốn cho nó liền mạch thì chúng ta phải dịch đơn giản gì nhỉ? Kono koi ga owaru nante omotte nakatta. Ok, rồi nhặt từng mảnh vỡ xếp vào vali. Cái từ mảnh vỡ là hahen. Thì bây giờ chỗ này nếu mà nói là gì nhỉ? Dịch sang tiếng Nhật mà dịch đơn giản là gì nhỉ? Nhặt cái mảnh vỡ xếp vào vali thì mình sẽ hơi bị khó hiểu, đúng không? Thì chỗ này mình sẽ hiểu là cái mảnh vỡ này là mảnh vỡ của ký ức. nhá. Omoide no hahe no suitcase ni tsumekomu. Ok chưa nào? Tsumekomu là gì nhỉ? Nhét vào đâu? Suitcase là nhét vào vali. Thực ra trong cái bài này mình cố ý rất là muốn giữ lại cái từ vali này bởi vì là cái từ suitcase thì bởi vì mình nghĩ cái từ này là một cái từ khá là quan trọng trong bài hát này. Kiểu như là đây một cái hình ảnh tượng trưng đúng không? Xếp tất cả những cái ký ức vào cái vali trên cái chuyến hành trình này. Mình đi rồi, mình đi những cái nơi xa rồi mình sẽ tạm biệt những cái ký ức đấy, tạm biệt nó ở những cái nơi mình đến đấy nhá. Thế nên là mình trực dịch giữ nguyên lại cái từ vali này ở trong cái phần bản dịch này nhá. Cứ càng yêu cứ càng đau, cứ càng yêu cứ càng đau thì dễ rồi. Aiseba aisehodo. Ok, aiseba aisehodo cũng được, nhưng mà chúng ta có thể nói cách nhẹ nhàng hay hơn một chút, sâu lắng hơn một chút. Aiseba aisehodo. Rồi cứ càng đau, kokoro ni sasatte itai. Nó đau nhói ở trong tim luôn đấy. Kokoro ni sasatte itai. Ok, rồi tiếp theo này. Cứ càng quên rồi lại muốn đi thật nhiều. Chỗ này quên mất nhạc, thông cảm mình nhá. Cái câu này ấy, mình thấy kiểu như mình nghĩ kiểu gì, mình thấy kiểu tiếng Việt nó cũng hơi kỳ lạ đấy. Cứ càng quên, quên rồi sao lại muốn đi thật nhiều. Phải là gì nhỉ? Phải là mình muốn quên thì mình mới đi chứ đúng không mọi người? Mọi người có thấy thế không? Thì khi mà mình phân tích cái câu này thì mình thấy là cứ càng quên sao lại càng muốn đi. Chỗ này phải là càng muốn quên thì mới càng muốn đi đúng không? Thế nên là mình sẽ dịch theo cái ý hiểu của mình mọi người ạ. Các bạn có thể tham khảo nhá. Atama kara keshitai. Mình muốn xóa khỏi mọi thứ ra khỏi cái đầu của mình. Thay vì dùng cái từ wasureru thì chúng ta có thể dùng cái cách nói khác cho nó lạ lạ một chút đúng không? Atama kara keshitai. Muốn xóa khỏi đầu của mình. Thế nên là gì nhỉ? Dokoka ni itte shimaitai. Thế nên là mình lại càng muốn đi đến đâu đó, đúng không? Đấy thì chỗ này mình nghĩ là do phần tiếng Việt nó hơi lạ lạ nên là mình chuyển sang tiếng Nhật thì mình dùng kiểu như câu cho nó dễ hiểu như thế nhá, dễ hiểu theo ý của mình đã. Ok. Tokyo hay Seoul ne. Tokyo ka Seoul ka. Ok. Paris ka New York ka. Ok. Đi càng xa càng không thể quên. Toku ni ikeba ikuhodo wasure kirenai. Cái từ wasure kirenai, bình thường wasure darenai là không thể quên đúng không? Bây giờ không thể quên hết được. Wasure kirenai, ngữ pháp của N3 nhá. Bạn nào mà đang học các khóa học online của thầy cô thì nào cũng biết cái từ này đúng không? Mà các bạn không học cũng biết đúng không? Hay wasure kirenai. Ok chưa nào? Càng không thể quên hết được đúng không? Xong rồi còn lời còn lại nhá. Mọi người có thể check lại lời theo cái bản nhạc nhá. Bây giờ mình đang chỉ ghi mỗi cái lời trong này thôi. Đoạn này đậm điệp khúc cuối cùng này. Ngày tôi chưa từng biết tôi sẽ yêu em nhiều như thế này. Mọi người thông cảm nhé, chỗ này mình quên nhạc mọi người ạ. Nghe nhạc một tí cũng được nhỉ. Ngày tôi chưa từng biết tôi sẽ yêu em nhiều như thế này. Cái ngày đó tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ yêu em nhiều như này đúng không? Kimi o konna ni aisuru nante omotte nakatta yo. Ngày đấy anh chưa từng nghĩ rằng anh sẽ yêu em nhiều như thế này đúng không? Kimi o konna ni aisuru nante omotte nakatta yo. Ok em. Để rồi khi ta cách xa tim này nát ra đúng không? Cái chỗ này mình dịch đơn giản là gì nhỉ? Kokoro ga wareru hodo tsurai wakare da. Và là cuối cùng là một cái cuộc chia ly mà nó đau khổ đến mức mà trái tim này muốn nát tan ra đấy nhá. Ngày người chưa đến mang theo giấc mơ rồi lại bỏ rơi lúc tôi đang chờ, đang chờ. Quên nhạc của mọi người ơi, thông cảm nhá. Thì cái chỗ này mình tưởng tượng là cái anh này coi cô này giống như là tương lai của mình á. Tương lai này, cái cô gái này mang đến những cái giấc mơ về tương lai đúng không? Thế xong rồi mang đến rồi cuối cùng lại gì nhỉ? Rời xa anh chàng này và bỏ lại một mình anh chàng này. Thì theo cái cách hiểu như thế thì mình có thể dịch cái câu này gì nhỉ? Trước tiên chúng ta dịch cái cụm danh từ trước nhá. Em người mang tương lai đến với anh đúng không? Mirai o tsureta kimi ga. Ok. Thì làm sao nhỉ? Giờ lại đi mất rồi. Satte shimatta. Cái từ saru ấy mọi người nhá. Mirai o tsureta kimi ga satte shimatta. Em người mà mang tương lai đến bên anh thì bây giờ lại gì nhỉ? Kiểu như mang những cái giấc mơ về tương lai đến với anh thì bây giờ lại đi mất rồi. Satte shimatta. Và gì nhỉ? Rồi bỏ lại lúc tôi đang chờ thì mình cơ hiểu câu này gì nhỉ? Và cuối cùng chỉ bỏ lại còn có mình anh thôi đúng không? Là watashi dake torinokosareta. Ok, torinokosareta là bỏ lại mình anh ở đây nhá. Chờ người mang đến dịu xoa tổn thương tôi đã từng đúng không? Bây giờ chờ đúng không? Chờ em đến dịu xoa anh. Thế nhưng mà đã từng chỗ này kiểu 3.3 chấm là kiểu như là có chờ nhưng mà em cũng không đến đúng không? Mattemo kizutsuita watashi o nagusamete kureru kimi wa Cô này, dù có chờ đúng không, thì em, người mà sẽ đến xoa dịu anh, một người mà đã tổn thương đúng không, thì cũng không thấy em đến đấy nhá. Rồi xong rồi đoạn sau cũng giống cái đoạn đầu điệp khúc đúng không, mình đã từng hứa yakusoku shita jan. Ok, đi qua hết 3 thăng trầm. Sui mo amai mo norikoe được to. Rồi cho dẫu mai này về đâu vẫn luôn còn nhau đúng không, doko ni ittemo soba ni iru to. Rồi tiếp theo này, nào đâu ai biết sớm cách chia lìa. Konnanimo, thêm cái từ mô để nhấn mạnh đúng không nào. Konnanimo hayaku wakarete shimau nante. Ok chưa nào? Nào đâu ai biết sớm vỡ tan tành. Thì vừa nãy đúng không, mình bảo là cái chữ sớm vỡ tan tành ấy, thì bên trên là mình dịch là cái tình yêu này kết thúc đúng không. Thì bây giờ mình dịch theo cái đúng cái hình ảnh của nó luôn nhá. Vỡ tan tành chúng ta có từ là konagonani wareru, vỡ tan tành luôn đúng không. Thì bây giờ gì ạ? Nào đâu ai biết sớm vỡ tan tành, konnani mo konagonani warete shimau nante daremo souzou shite nakatta ne. Ok, và câu cuối cùng, nhặt từng mảnh vỡ xếp vào vali đúng không? Omoide no hae no suitcase ni tsumekomu. Ok chưa nào? Đây là toàn bộ bản dịch đây nhá. Các bạn, nếu mà các bạn thích kiểu học như này thì mọi người chắc là sẽ hứng thú lắm đúng không? Thì các bạn có thể rèn đúng không? Vừa tự thử dịch xong rồi vừa tự thử so những cái bản dịch. Thực ra có rất nhiều những cái bản dịch, dịch theo kiểu sơ cấp như chúng ta đúng không? Cũng được, miễn là nó truyền tải chính xác ý nghĩa đấy là được rồi. Và hai nữa là dịch kiểu bay bổng. Bạn nào giỏi hơn thì có thể thử sức với những cái kiểu dịch bay bổng một chút đúng không? Và nếu các bạn muốn dịch bay bổng kiểu thế thì có thể comment xuống với mình. Và biết đâu clip tiếp sau thì mình sẽ thử thách với những cái cách dịch mà nó hay hơn một chút đúng không? Hay, và mọi người mà có những cái bản dịch riêng của mình thì các bạn cũng có comment xuống bên dưới nhé, để chúng ta có thể trao đổi cùng nhau. Được chưa nào? Hay, và ở đây bây giờ sẽ có một điều đặc biệt một chút. Đó là cái bài hát này khi mà mình dịch cái bản dịch như này thì mình đã nhờ cô Yuki, đưa cho cô Yuki. Và cô thử chuyển nó thành cái bản nhạc cover theo kiểu theo tiếng Nhật và gì nhỉ, giữ nguyên cái lời theo cái kiểu gọi là cover đấy, mình không biết nói gì nhỉ, cover để hát được ấy. Thì khi mà cover thành nhạc thì nó sẽ có những cái chỗ mà cần phải lược bỏ bớt rồi không truyền tải được hết ý nghĩa, nhưng mà mình hy vọng là các bạn sẽ thích cái bản dịch này và thích cái bản hát của cô Yuki dành tặng đến các bạn nhé. Và chúc mọi người có một giờ học thật là vui vẻ cùng với Dũng Mori, và đừng quên tham gia các khóa học online cùng với Dũng Mori nếu các bạn đang cảm thấy cần có những người đồng hành trong quá trình luyện thi các khóa GPT cùng với bọn mình nhé. Hay, và minasan otsukaresama desu. Bye bye. She xa xa tới tayo Tokyo cả Seoul Paris cả New York Wasuretai no ni Tooku made tabi ni deru Saigo wa tsurai kimi để